Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ nói cho quý vị về việc ai nhận tiền đền bù. Thưa quý vị và các bạn, có một khách hàng là YouTube, họ sau khi họ xem cái những cái video của tôi và họ đã cầm hồ sơ của họ ở một cái tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, họ đến và họ bảo với tôi rằng trong trường hợp nhà của họ như vậy thì cái việc họ phải chọn cái hình thức là như thế nào thì đúng. Thưa quý vị và các bạn, tôi sẽ đưa ra một cái câu chuyện nó như thế này, câu chuyện thật của họ. Gia đình thì đất là của ba mẹ để lại. Khi mà ba mẹ để lại thì ba mẹ chết thì tất cả những người trong gia đình đều quản lý sử dụng. Thì ở thành phố Hồ Chí Minh thì cũng hiện tại cũng ít, nhưng mà ở đồng bằng sông Cửu Long thì có để chữ hộ gia đình. Và cái việc mà nhà nước làm một cái số cái dự án và cái gia đình của họ, đất đai của ba mẹ họ rơi vào cái dự án. Và tại thời điểm đó thì cái ban bồi thường đó đã kêu một người lên và cho cái người này nhận cái tiền đền bù. Và kể từ đó là khi mà ông mà nhận cái tiền đền bù một mình và ông lấy ông xài luôn, dẫn đến cái trường hợp khi nhận tiền đền bù của toàn những người trong thành viên hộ gia đình thì lại không có ý kiến của những thành viên trong hộ, thì dẫn đến cái tình trạng là anh chị em tranh chấp lẫn nhau. Thưa quý vị và các bạn, tôi chỉ nói tới đó thôi. Và tôi cho rằng nếu trong trường hợp mình quay về về ai là người có quyền sử dụng đất, ai là người có quyền chủ sở hữu, thì người đó nhận cái số tiền bồi thường, họ có quyền định đoạt cái tài sản, có quyền mua bán, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp. Trở lại, tôi cũng đã tư vấn cho vị khách hàng này về vấn đề rằng ở đây Ủy ban Nhân dân của cái huyện đó, mà đặc biệt là ban bồi thường, đã có một cái sự sơ sót khi chi cái số tiền đền bù cho một thành viên trong cái hộ gia đình mà đáng lẽ là phải có ý kiến của tất cả những cái thành viên trong hộ theo quy định của luật dân sự. Và ở đây chúng ta sẽ có hai cái hướng kiện. Một là chúng ta chấp nhận cái số tiền đền bù và cho rằng cái ông A, cái ông mà nhận đã tiền đền bù đó, ông đã nhận nhưng ông không đưa lại, thì mình sẽ kiện đòi cái suất mà mình cho rằng nó là thuộc quyền của mình, vì đã quyền sử dụng đất đứng tên hộ gia đình và tôi là một thành viên trong hộ, cho nên khi nhận được cái số tiền này thì tôi cũng có cái kỷ phần. Đó là cái hướng thứ nhất. Hướng thứ hai là chúng ta phải kiện thẳng đến cái gọi là khiếu nại cái việc mà chi trả số tiền đền bù không có sự đồng ý của chúng tôi là những thành viên trong hộ, mà đáng lẽ chúng tôi phải có một cái văn bản, một cái ý kiến để thể hiện cái số tiền này. Nhắc đi nhắc lại thì tôi lại có một cái quay lại cho quý vị và các bạn một cái vấn đề cơ bản rằng khi nhà nước có ghi nhận cái quyền sử dụng đất của một ai đó trong cái giấy tờ thì những người trên quyền sử dụng đất đó họ phải có những cái quyền định đoạt cái tài sản, quyền quản lý sử dụng. Tôi có làm trong những cái video về cái cẩn thận khi mà mua giấy tờ đất đai đó, thì nếu quý vị và các bạn biết rằng mình là có cái quyền sử dụng thì chúng ta có cái quyền và chúng ta sẽ thể hiện ý chí của chúng ta. Ví dụ như bây giờ đơn giản thôi, tôi có một cái quyền sử dụng đất và quyền sử dụng đất này là
đứng tên riêng của tôi nha, tôi được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân. Thì khi mà tôi nhận chuyển nhượng, tôi bán cái tài sản này đi, thì chỉ có một mình tôi ký thôi, tại vì đây là tài sản riêng của tôi. Còn nếu như trong trường hợp cái tôi có cái quyền sử dụng đất mà không có một cái cam kết tài sản của cam kết tài sản riêng á của ông chồng tôi á, thì khi ký cái văn bản này thì tôi phải có sự đồng ý của ông xã bằng những cái hình thức như là anh ủy quyền cho tôi định đoạt cái tài sản này, hoặc là anh cam kết tài sản này là của một mình tôi, để khi mà tôi bán thì tôi gọi là khi mà tôi bán xong thì tôi phải có cái nghĩa vụ đây là đồng sở dụng, đồng sở hữu. Và tôi cũng đặt tên cái video này là đồng sở hữu và đồng sử dụng, quý vị và các bạn. Tôi muốn phân tích cho quý vị và các bạn rằng nếu trong trường hợp là hộ gia đình thì tất cả những thành viên trong hộ gia đình phải có ý kiến bằng văn bản. Tôi nhận cái số tiền đền bù, cái đó là chỉ nói là nhận thôi, còn chưa nói đến những cái vấn đề là tôi không đồng ý số tiền đền bù thì phải có cái khiếu nại nè, cái việc là áp dụng cái giá đền bù cao hay thấp. Và khi nhận cái số tiền đền bù này thì chúng ta, nếu trong trường hợp chúng ta là những thành viên trong hộ gia đình, thì chúng ta phải có ý kiến bằng văn bản ủy quyền để chúng ta thể hiện một cái chính kiến của một người chủ sở hữu, một người chủ quyền sử dụng đất, mà cái quyền này được pháp luật quy định. Quý vị và các bạn, quyền này được pháp luật quy định bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. Hôm qua thì tôi cũng có tiếp một cái vị khách hàng, ông là người quen, ông bảo rằng là giấy tờ đất do ông được mẹ tặng cho trong thời kỳ hôn nhân và ghi tên riêng một mình ông thôi. Thì hiện tại rằng ông đang có một cái quá trình mà chuẩn bị ly hôn, thì khi mà ông chuyển nhượng cái quyền sử dụng đất này thì ông lại bị một cái ngăn chặn từ người vợ, vì bà cho rằng đây là tài sản được tặng cho chung trong thời kỳ hôn nhân đó. Quý vị thấy không, thông thường mấy văn phòng công chứng, các cái văn phòng công chứng khi họ cái người bán, cái người chủ sở hữu bán tặng cho hoặc là một cái giao dịch gì đó, đứng ở góc độ là người chủ quyền, một người chủ sở hữu, thì họ hội đủ tài sản này do mấy người định đoạt, tài sản này là của cá nhân một mình hay là đứng tên đồng sử dụng hay là thừa kế hay là những cái quyền định đoạt của một chủ sở hữu. Và như vậy thì quay lại vấn đề, cái người vợ của cái ông khách hàng kia họ đã đến và họ đã ngăn chặn, tạm thời chưa biết đây là tài sản được tặng cho chung hay tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân. Tuy nhiên cứ thấy một cái gọi là gì ta, cứ thấy cái việc là cái quyền của mình bị thiệt hại thì mình sẽ có ý kiến bằng văn bản, để tránh những cái trường hợp là ông nhận tiền đền bù xong rồi ông xài hết mất tiêu rồi, bây giờ mình có kiện cũng thành rất là khó. Thưa quý vị và các bạn, trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta thì tôi lồng ghép những cái câu chuyện pháp lý mà văn phòng đã nhận được và đã tư vấn cho khách hàng trong cái quá trình thực hiện cái dịch vụ pháp lý. Và đây cũng là một trong những trường hợp mà điển hình để gửi đến quý vị và các bạn. Và nếu như trong trường hợp quý vị và các bạn có những cái vấn đề nào cần hỏi thì chúng ta sẽ mã hóa những cái thông tin và gửi đến quý vị và các bạn. Thì đây là một cái việc mà tư vấn của khách hàng, cho nên tôi để vào một cái playlist là tư vấn để quý vị và các bạn, những anh chị nào sau khi nghe luật sư tư vấn rồi mong muốn nghe lại một lần nữa bằng cái phương tiện truyền thông thì chúng ta có thể nghe lại.
Dĩ nhiên trong cái mặt của câu chuyện thì tôi cũng có một cái chút gọi là lấy từ thực tiễn, một cái chút lấy từ hồ sơ khách hàng, nhưng không phải tất cả mọi việc đều được mổ xẻ giống như bác sĩ đến từng cm. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn là với mong mỏi của văn phòng luật sư sẽ gửi đến quý vị và các bạn để quý vị và các bạn có một cái gọi là một cái sân chơi pháp luật, thậm chí mình không có tranh chấp nữa, nhưng mà mình có những cái nhu cầu mà mình hỏi về pháp luật thì luật sư cũng sẽ trả lời cho quý vị và các bạn. Tôi xin nhắc lại nha quý vị và các bạn, nếu quý vị và các bạn có những cái vướng mắc trong pháp lý, có những cái tình trạng mà gia đình của mình không có cái điều kiện đến văn phòng luật sư vì hoàn cảnh, vì khách quan, vì chủ quan, thì hãy chủ động gửi email, gửi Facebook, gửi Zalo, tất cả những cái hình thức mà chúng ta có thể gọi đến văn phòng luật sư. Và tôi nhắc lại nha, tôi chỉ có những cái thời gian, cái khung từ 8 đến 9 giờ sáng hàng ngày, không phải là ngày nào cũng có. Nhưng mà nếu quý vị và các bạn gọi cho chúng tôi vào cái thời gian đó, hôm nay mình gọi không được thì ngày mai gọi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với văn phòng luật sư trong một cái quá trình tôi cho rằng cũng dài. Có một số anh chị vẫn quý và nói với tôi rằng là tôi vẫn thích những cái chương trình và tôi vẫn nghe hàng ngày cái chương trình Dân ta phải biết luật ta. Xin trân trọng cảm ơn.